ra muốn chiều về nấu tô canh chua ăn coi. Ủa, em làm gì vậy? Ừ, hái ra muốn nè, chiều về nấu canh chua ăn nè. Lúc này tôi thấy bà làm gì mà đi chợ ngày 4 năm cử vậy? Trời ơi, tôi đi đi gì gì kể của tôi. Còn ghé bà bãi thịt heo chi, cái bà nói nhiều chuyện nó không có chơi với bà nha. Bà nợ nần tùm lum á, bà nha, tôi nói không được mà chết với tôi á. Trời ơi, cách này ta làm ăn với ta lo làm ăn với bà Bảy rồi, ta lo làm ăn kiếm tiền, để mỗi lần xin tiền ông cái ông cà nhăn chứ ông không có cho Mà gì thiếu gì trơn bà không làm ăn, bà làm ăn với cái bà bảy tôi nói không được đó nha. Bà mà làm mà á. gán chịu á, mốt mà có chuyện gì đừng có trách tôi nha. Chết rồi, những ngày về chắc ông chửi te tua quá trời, không biết làm sao ăn nói thì sao với ổng giờ nữa. Bữa hổm ổng ngừa mình rồi, ổng biết trước, ổng ngừa mình dặn mình rồi mà mình không chịu nghe lời ổng, cãi ổng. Làm gì giật mình nha, Ủa, chuyện gì mà ra đây ngồi mà thơ thẩn thẩn thờ vậy? anh có biết bà Bảy không? Sao không biết? Cái bà đó tôi không ưa bà đó, tôi ghét bà lắm. Bà làm sao Bà trốn nợ rồi. vừa bà đó vậy là vừa cho cái tặc hay bữa chửi tôi chi, bà đó vừa đáng rồi chứ chuyến này ăn mừng luôn. Vừa cái gì bà vừa? Không có biết Biết không? sao Tôi dành dụm được 50 triệu mà ông chơi hụi bả, giờ bà giật hết trơn, tôi hốt chót bà giật đi rồi. Vừa cái gì? đáng đời, bữa tôi nói không có chịu nghe, tôi nói không có được nha, cái bà đó là tôi thấy không được nha, bà thiếu nợ tùm lum cãi tôi, giờ mà gán mà chịu mày biết hả, Thôi tiền á công sức mồ hôi không tôi để dành dụm rồi, bà lén lén bà đi chơi mà không nói tôi một tiếng, thôi 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 con khỉ thôi. chuyện cũng đỡ rồi, thôi giờ anh ráng giúp em đi, để đi tìm bà Lợi cơ, hoặc mai mình có kiếm lại chút đỉnh nào Bà đi mất tiêu rồi, kiếm gì? không. Tôi tới nhà bà hả, bị người ta xiết nhà luôn. Ôi rồi chết rồi, đợt này Mốt hả, à, cho vừa cái tặc, cái gì cũng phải giấu giấu giấu. Đã tôi thấy rồi, đi ngày nào cũng ra, tôi nói cái mẹ nó không vừa nha, cãi cãi. Đó, giờ hậu quả thấy vừa chưa? Vừa lòng chưa? Bởi nó nói, cãi chồng là hư đường hư bột hết mà, cứ cãi cãi thôi. thôi giờ em biết lỗi rồi. Giờ chứ biết làm sao, giờ bà đi mất tiêu rồi, không có biết hụi cũng mà đặt chơi.